trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tình trạng chủ đầu tư chậm bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay còn gọi là sổ hồng của cư dân diễn ra phổ biến ở nhiều chung cư, đặc biệt tại những chung cư mà cư dân đã đến ở nhiều năm. Điều này không những gây tâm lý bất an cho cư dân mà còn khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc sang nhượng thế chấp vay vốn ngân hàng. Nguyên nhân của tình trạng này do đâu và những giải pháp nào để giải quyết tình trạng này? Đây cũng chính là vấn đề mà chúng tôi đề cập đến trong chuyên đề ngày hôm nay. Ngay sau đây là nội dung đầu tiên. Kính mời quý vị theo dõi. Tình trạng nhiều chủ đầu tư các dự án chung cư, khu dân cư còn dây dưa, chây ỳ trong việc thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hay còn gọi là sổ hồng cho cư dân diễn ra khá phổ biến tại các chung cư và trở thành nỗi ám ảnh với người mua nhà ở những dự án này. Mới đây, hàng trăm cư dân mua nhà tại dự án chung cư cao cấp Star City tại số 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội bức xúc phản ánh về tình trạng mua nhà đã gần 4 năm nhưng chưa được chủ đầu tư là chủ đầu tư công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương OCB và công ty cổ phần đầu tư thương mại VNCO bàn giao sổ hồng. Đặc biệt, theo phản ánh của cư dân, hầu hết họ đã đóng 100% giá trị căn hộ. Do chưa có sổ hồng nên nhiều cư dân vẫn bất an, cảm giác sống trong nhà mình nhưng giống như người đi thuê vì không có giấy tờ chứng minh mình là chủ sở hữu căn hộ. Chúng tôi ở đây thực ra thì có rất nhiều người muốn sử dụng căn hộ để có thể chuyển nhượng hoặc là có thể dùng làm một tài sản để ký quỹ ngân hàng để cho con cái có tiền đi du học chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ hiện nay thì chúng tôi không sử dụng được cái tài sản của mình. Có nghĩa là chúng tôi chỉ được quyền ở thôi, nhưng mà cái việc mà sử dụng cái tài sản đó như một tài sản có giá trị thì chúng tôi chưa làm được. Và đấy là điều mà rất là nhiều người bức xúc. Như các bạn biết là mỗi căn hộ ở đây trị giá nó tới 3 tỷ cho tới 7 tỷ tùy theo căn. Thậm chí hơn thế nữa, những cái căn duplex thì bỏ ra một số tiền như thế nhưng mình không có giấy chứng nhận sở hữu nhà thì người chủ sở hữu sẽ không thể mang cái tài sản này đi thế chấp về sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc mục đầu tư khác của người ta. Tương tự tại chung cư CT1 Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội do công ty cổ phần AZ làm chủ đầu tư. Mặc dù theo thời gian bàn giao sổ hồng bắt buộc cho cư dân từ tháng 1 năm 2016, tuy nhiên đã hơn 2 năm trôi qua, đến nay chủ nhân của những căn hộ tại đây vẫn chưa thể nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Thậm chí nhiều cư dân nơi đây mang hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để tự làm sổ hồng cho căn hộ của mình. Nhưng những hồ sơ này đều bị trả về với lý do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ hoàn công, còn nhiều sai phạm trong xây dựng và chưa nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận. Vì vậy, Sở không đủ căn cứ để cấp sổ hồng cho cư dân. Tại cái điều số 3 của hợp đồng mua bán thì quy định là khi tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà dự kiến vào ngày 30 tháng 1 2016 thì bên mua chúng tôi sẽ phải thanh toán 3% giá trị hợp đồng. Thế tuy nhiên là từ cái thời hạn dự kiến là 30 tháng 1 năm 2016 đến nay thì đã gần là đã hơn 2 năm rồi ạ. Thế thì chưa thấy bên chỗ chủ đầu tư có cái động thái chủ động thông báo cho chúng tôi về vấn đề là thanh toán cái 3% này để cho chúng tôi có đủ điều kiện để tiến hành cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Bản thân tôi đã có liên hệ với Sở Tài nguyên thành phố Hà Nội. Thế nhưng mà khi Sở Tài nguyên có kiểm tra thì chủ đầu tư AZ đang có một số những cái vấn đề về thủ tục hành chính và những cái vi phạm về vấn đề xây dựng. Cho nên là chưa đủ điều kiện để cấp sổ. Cùng chung cảnh ngộ, các cư dân tại chung cư Capital Garden 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội do công ty Kinh đô TC1 Group làm chủ đầu tư. Cư dân ở đây đã về ở được 2 năm, nhưng chủ đầu tư chưa có bất kỳ một động thái nào để làm sổ hồng cho cư dân. Đặc biệt, chủ đầu tư còn bộc lộ sai phạm khi thu đến 100% giá trị căn hộ mà chưa bàn giao sổ hồng. Người ta bảo là sống thế này là chúng tôi sống bất hợp pháp à? Vì sao? Không có sổ đỏ và mọi các thứ sẽ không được làm. Thế thì làm sao mà cư dân yên tâm để có cuộc sống yên ổn được? Theo quy định thì Kinh đô không được phép thu 5% giá trị căn hộ khi mà chưa có sổ đỏ bàn giao cho cư dân. Thế tuy nhiên là chủ đầu tư đã thu toàn bộ cái tiền này, đã ép buộc chúng tôi trong hợp đồng và bắt buộc chúng tôi phải nộp cái tiền đó. Cái giá trị đó có lẽ là xấp xỉ khoảng 300 tỷ. Thực tế, câu chuyện chủ đầu tư chây ỳ không bàn giao sổ hồng cho cư dân rất phổ biến tại nhiều chung cư.
đây cũng trở thành nỗi ám ảnh của người mua nhà. Theo một con số báo cáo được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp vào cuối năm 2017, trên địa bàn thành phố đến nay vẫn còn hơn 16.000 giấy chứng nhận chủ đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 1.000 dự án phát triển nhà ở, nhưng mới chỉ có 279 dự án đã bàn giao và nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Còn nhiều dự án đã bàn giao, nhưng chủ đầu tư không nộp hồ sơ dẫn đến người mua nhà vẫn chưa nhận được sổ hồng. Thưa quý vị, đó chỉ là 3 trong số rất nhiều những ví dụ về việc chủ đầu tư chây ỳ không bàn giao sổ hồng cho cư dân. Những bất cập ấy đã diễn ra suốt một thời gian dài và đến nay vẫn luôn là đề tài nóng. Đặc biệt tại nhiều chung cư dân đã tập trung biểu tình để phản đối chủ đầu tư, khiến cho cuộc sống của các cư dân bị xáo trộn. Và theo quy định tại Điều 26 Nghị định 102 năm 2014 của Chính phủ, đã quy định rất rõ về mức xử phạt khi chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất đối với 100 hộ gia đình cá nhân trở lên, có thời gian trên 12 tháng là 500 đến 1 tỷ đồng. Nhưng sự việc vẫn diễn ra. Vậy do chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe hay còn những nguyên nhân nào khác khiến cho chủ đầu tư không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình? Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo. Tình trạng các chủ đầu tư cố tình chây ỳ không làm sổ hồng cho dân cư đang có dấu hiệu bùng phát. Theo nhiều chuyên gia bất động sản, việc này càng thấy rõ ở các dự án mua nhà hình thành trong tương lai. Vì hình thức này thì khách hàng rất khó kiểm soát được hết mọi hoạt động của chủ đầu tư. Đến khi phát hiện thì chuyện đã rồi. Có 3 nhóm nguyên nhân chính khiến việc cấp giấy chứng nhận chậm cho dân vướng các thủ tục pháp lý bao gồm: một là chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa đầy đủ, thế chấp dự án tại ngân hàng. 2 là chủ đầu tư xây dựng công trình sai quy hoạch hoặc xây sai thiết kế được duyệt. 3 là do quá trình đô thị hóa, thị trường bất động sản biến động, phát triển nóng dẫn đến nhiều chủ đầu tư triển khai các dự án ồ ạt, vi phạm luật đất đai, vi phạm pháp luật xây dựng. Trước đây chúng ta có một cái quy định là người mua nhà đó, mua căn hộ đó là chuyển tiền cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ đóng tiền đó lên trên cấp trên để từ đó làm sổ, làm chủ quyền. Thế nhưng mà nhiều khi nhà đầu tư họ nhận tiền xong họ không đóng lên và họ xử lý việc khác. Vì thế cái nghĩa vụ thực hiện với ngân sách nhà nước chưa đạt được và do đó là không được cấp sổ đỏ. Và đây là lỗi của chủ đầu tư. Cái thứ hai nữa là một số chủ đầu tư là còn có những cái khoản nợ nần tiền đối với ngân sách nhà nước, kể cả thuế, kể cả tiền sử dụng đất hoặc là những cái chính sách nào đó mà họ buộc phải tuân thủ trong quy định nghĩa vụ. Nhưng họ chưa tuân thủ thì nhà nước cũng ách cái việc làm thủ tục sổ đỏ lại. Đó coi đó như một sức ép để buộc nhà đầu tư phải hoàn thành. Và cuối cùng thậm chí còn nặng nề hơn là có một số chủ đầu tư đó là họ còn mang cái dự án của mình đi thế chấp ngân hàng. Và đương nhiên là khi thế chấp ngân hàng thì sẽ không có tiếp tục những cái hoạt động mà cấp quyền chủ quyền cho những người dân ở trong các chung cư này. Tại Điều 13 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân. Như vậy, việc cấp sổ hồng chung cư sẽ được thực hiện khi chủ đầu tư đã hoàn thành công trình và hoàn thành các tiện ích khác. Cái lộ trình làm sổ đỏ thì như các anh đoàn kiểm tra, các anh giải thích rằng là để làm được sổ đỏ thì tòa nhà cần phải được hoàn công bàn giao đưa vào sử dụng đã, xong đó Sở Tài nguyên Môi trường họ mới là đơn vị cấp phép về cái cấp sổ đỏ, sổ hồng cho cư dân. Như vậy, việc hiện cấp hồ sơ sổ hồng cho từng căn hộ là sau khi chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ hoàn công gửi lên cơ quan chức năng. Một khi chủ đầu tư chậm hoàn thiện công trình như thiết kế đã được phê duyệt, sẽ dẫn đến tình trạng chậm hoàn tất hồ sơ làm sổ hồng. Tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 102 năm 2014 của Chính phủ, quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã nêu rất rõ mức phạt đối với chủ đầu tư khi trì hoãn không lập thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua, chậm làm thủ tục từ trên 12 tháng trở lên. Dưới 30 hộ gia đình cá nhân phạt từ 100 tới 300 triệu đồng, từ 30 tới 100 hộ gia đình cá nhân phạt từ 300 tới 500 triệu đồng, từ 100 hộ gia đình cá nhân trở lên phạt từ 500 tới 1 tỷ đồng. Theo các chuyên gia, dường như mức phạt vẫn còn quá nhẹ so với lợi nhuận mà chủ đầu tư thu về, vì vậy trong nhiều trường hợp sẽ không đủ sức răn đe. Phạt là muốn cho ngăn chặn người ta sau này không tái phạm, người răn đe người khác nữa. Thế nhưng mà cái mức phạt hiện nay kể cả quy định ở trong ấy,
thì nó chỉ có ý nghĩa hành chính. Bên cạnh việc mức xử phạt quá thấp thì chính các ngành chức năng cũng thăn khó vì họ chỉ có thẩm quyền kiểm tra, giám sát tình hình vi phạm chứ không có chức năng xử phạt hành chính với các chủ đầu tư. Nên nếu phát hiện chủ đầu tư cố tình vi phạm thì cũng chỉ có thể báo cáo lên cơ quan cấp trên chờ xử lý, nên khiến chủ đầu tư xem nhẹ và không tuân thủ yêu cầu. Với cái việc xử phạt này thì cái thẩm quyền xử phạt thì không phải thuộc thẩm quyền của thanh tra sở. Vì lỗi phạt là từ 100 đến 150 triệu thì là thuộc thẩm quyền của cấp cao hơn. Như vậy có rất nhiều lý do lý giải tại sao dù nghị định đã có hiệu lực thi hành từ lâu nhưng tình hình các chủ đầu tư vẫn cố tình sai phạm, chê ý không bàn giao sổ hồng cho cư dân ngày càng gia tăng. Vì vậy trong quá trình thực thi vẫn cần có sự điều chỉnh linh hoạt hơn để đủ sức gian đe. Mặc dù những quy định về việc cấp sổ hồng rất rõ ràng và những chế tài xử phạt cũng rất cụ thể, nhưng vẫn không thể hạn chế được việc chậm bàn giao sổ hồng cho người dân. Và không ngoài ai khác, chính họ cũng là người phải chịu thiệt hại. Vì vậy, theo một số chuyên gia, để hạn chế rủi ro thì người mua nhà phải nghiên cứu rất kỹ về tính pháp lý của dự án và đặc biệt là chủ đầu tư đó có thực sự uy tín hay không. Cùng với đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải áp dụng những biện pháp thanh tra, kiểm tra định kỳ những chủ đầu tư làm sai, sớm có biện pháp hỗ trợ cho người mua nhà, không thể xem đó chỉ là mối quan hệ đơn thuần giữa người mua nhà và chủ đầu tư, do người mua nhà luôn ở thế yếu so với chủ đầu tư, đặc biệt can thiệp để chủ đầu tư tuân thủ theo đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng, nhằm có đủ điều kiện bắt buộc để chủ đầu tư phải thực hiện đúng thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng. Tiếp theo chương trình là chùm ý kiến do phóng viên VITV ghi nhận. Mà yêu cầu chủ tư không hợp tác, không thực hiện thì khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu, khiếu nại yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là các cơ quan thanh tra về tài nguyên môi trường, về xây dựng. Còn nếu trong trường hợp mà tất cả những biện pháp đó mà cũng không đem lại hiệu quả thì khách hàng cũng có quyền kiện chủ tư ra tòa, yêu cầu tòa tuyên buộc chủ tư phải thực hiện cái nhiệm vụ hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ cho khách hàng đã mua nhà. Các chủ dự án phải công khai thông tin ở trên mạng, ở trên các bảng tin cũng như là các cái quy định khác để mà cho các cái thông tin liên quan tới các cái dòng tiền thu chi, rồi việc thực hiện chấp hành các quyền lợi nghĩa vụ đối với người mua và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với ngân sách nhân đâu, để từ đó tạo ra một cái thông tin đầy đủ, minh bạch, cập nhật và chính xác. Nếu mà cơ quan nhà nước mà có một số những cái chế tài bổ sung như là tạm đình chỉ dự án thì cái thiệt hại đối với cái chủ đầu tư cũng không phải là nhỏ. Mới đây trao đổi với phóng viên VITV, Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định cư dân có thể tự mình đi làm sổ hồng khi đã có đầy đủ giấy tờ cần thiết mà không phải thông qua chủ đầu tư. Người dân có thể gọi điện đến đường dây nóng để phản ánh kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu tiêu cực trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Về cái cấp giấy chứng nhận nhà chung cư thì sẽ có hai cái hình thức. Một là chủ đầu tư tự đi làm giấy chứng nhận cho bên mua. Hai là người mua là tự đi làm hồ sơ, nộp hồ sơ ở văn phòng đăng ký đất đai. Thế thì cả hai cái trường hợp đấy thì khi có bất cứ lý do gì về tính đầy đủ của hồ sơ, tính hợp lệ của hồ sơ, nếu những cái trường hợp nào không đầy đủ, không hợp lệ thì quy định của thông tư 23 và cái nghị định vừa rồi là nghị định 01 của chính phủ đã ban hành là phải ghi cụ thể cái lý do tại sao không đủ. Đấy, thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ nắm được thông tin và cũng sẽ cho rà soát. Đối với hai cái việc đấy là trong thông báo kết luận 327 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tách bạch rồi. Cái việc vi phạm của chủ đầu tư là nhà nước sẽ xử phạt cái chủ đầu tư. Còn cái việc là người dân đã bỏ đúng bằng đấy đồng tiền ra và có chứng từ hóa đơn đầy đủ chứng minh là đã chủ đầu tư đã nhận đầy đủ tiền rồi thì nhà nước vẫn cứ phải cấp giấy chứng nhận để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cái người mua nhà. Thế còn khi tổ chức triển khai, đấy là quy định và đã chủ trương chỉ đạo của từ chính phủ trở xuống. Nên Bộ Tài nguyên Môi trường như tôi nói cái nãy là đã có công văn 734 năm 2015 là cũng đã hướng dẫn rất chi tiết như thế. Đấy, còn cái việc tổ chức triển khai các cái chỉ đạo này và các cái văn bản này
Vì vậy nên là Bộ Tài nguyên mở hẳn một cái đường dây nóng để người dân phản ánh. Khi có cái phản ánh từ người dân lên và cũng như là kết hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra thanh tra ở các địa phương thì sẽ lên cái kế hoạch và tổ chức kiểm tra để xác minh. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.